Xin chào quý vị và các bạn về bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Sự thật bất ngờ, hóa ra Hoàng Duy không mang dòng máu nhà họ Hoàng, không phải con trai của ông Long mà là của ông Sang, người luôn nhận mình là tri kỷ của mẹ Duy, là người thân thiết với Lý Gia. Thì ra, ông Sang thầm thương trộm nhớ bà Lý Mai từ lâu, nhưng bà chẳng hề có tình cảm với ông. Khi bà Mai và ông Long tính tới chuyện trăm năm, ông Sang cay cú ăn được thì đạp đổ, lấy danh nghĩa là bạn thân. Ông hẹn bà Mai, sau đó giở trò cưỡng hiếp bà, với hy vọng bà sẽ thay đổi quyết định. Nhưng không, bà vẫn một mực kết hôn với ông Long. Đã thế gia đình quyền thế nhà bà, buộc ông Sang phải giữ bí mật này. Liệu rằng thân phận thực sự của Hoàng Duy là gì? Anh là con của ông Long hay ông Sang? Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Đúng là những kẻ hai mặt, những kẻ luôn tỏ ra là chính nhân quân tử, nhưng tâm địa độc ác mới thực sự đáng sợ. Cứ ngỡ ông Long là hạng máu lạnh, cầm thú, nhưng giờ đây, khi bộ mặt nạ, ông Sang còn ghê tởm hơn ngài chủ tịch gấp bội phần. Nếu không, ông Long chẳng quanh co chối tội thừa nhận mình là người nham hiểm độc ác. Muốn loại bỏ được ông phải dám nhẫn tâm, dám cạn tàu giáo máng. Nhưng ông Sang thì khác, ông là kẻ không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ông luôn tạo vỏ bọc là người đức độ, lương thiện, cởi mở, hòa đồng. Cả đời, ông hận ông Long thấu xương quỷ. Ấy vậy mà vẫn hoàn thành vai diễn là đầy tớ trung thành suốt mấy chục năm qua, mở miệng là cười cười nói nói, một chủ tịch, hai chủ tịch. Chỉ tới khi hai người quyền lực nhất Hoàng Kim là bà Nhung và ông Long công khai tuyên chiến với nhau, khi Hoàng Kim bước vào thời kỳ chuyển giao quyền lực, ông Sang mới hiện nguyên hình là kẻ cơ hội và thủ đoạn. Thậm chí việc sống chết chưa rõ của ông Long có bàn tay không nhỏ của tên tiểu nhân này. Nhưng có một điều, ông Sang thủ hạ vô tình với nhiều người, nhưng ông luôn xem trọng yêu quý Hoàng Duy, kể cả sau cuộc họp hội đồng, khi ông Sang thuận lợi đưa Nhật Mai ngồi vào ghế tổng giám đốc. Khi Hoàng Duy tìm tới chất vấn, ông vẫn trưng bộ mặt vô tội, mạnh mồm nói rằng vì cục diện, rồi đun đẩy trách nhiệm lên vai Nhật Mai. Chỉ có giả thuyết lý giải cho sự mâu thuẫn của ông Sang, đó là Hoàng Duy là con trai ông. Chẳng qua ông bắt tay với Nhật Mai là mượn dao giết người, muốn Nhật Mai tự loại bỏ đối thủ nặng ký là ông Long. Một khi Nhật Mai hoàn thành công việc dọn đường, thì ông Sang sẽ ra tay hạ thủ vô tình với cô. Sau đó, ông sẽ nhận lại Hoàng Duy, xem Hoàng Kim là món quà tặng cho con trai. Vậy cơ sở nào để đưa ra giả thuyết này? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video của chúng tôi. Năm xưa, ông Sang và bà Mai từng được xem là thanh mai trúc mã. Đã thế bà Mai vừa xinh đẹp, giỏi giang, gia đình lại giàu có. Bà là người thừa kế của tập đoàn Lý Thanh. Ông Sang quyết định chinh phục trái tim của bà. Một khi trở thành rể quý của Lý gia, đồng nghĩa với việc ông sẽ có tất cả. Để đạt được ý đồ của mình, ông luôn tạo vỏ bọc là người đàn ông hoàn hảo, là bờ vai vững chắc cho bà Mai. Ông còn chứng tỏ mình là nhân viên ưu tú của tập đoàn Lý Thanh. Ông tự tin rằng sớm muộn gì bà Mai cũng chấp nhận tình yêu của ông. Tiếc rằng, đó chỉ là suy nghĩ từ phía ông. Bà Mai chưa bao giờ có tình cảm yêu đương với ông. Người mà bà luôn muốn gắn bó trọn đời mình đó là ông Long, một chàng soái ca, có hoài bão, có tham vọng và tài năng xuất chúng. Ông Long còn trẻ tuổi nhưng đã là trụ cột của tập đoàn. Ông Sang nhiều lần giở trò thù địch nhưng ông Long đều tỉnh táo vượt qua. Ông Sang thua ông Long ở mọi trận chiến, từ tình trường tới quan lộ. Vốn là kẻ tiểu nhân, ông quyết tâm chia rẽ tình cảm của ông Long và bà Mai. Lấy danh nghĩa là bạn thân, nhiều lần ông Sang bơm chích, gieo vào đầu bà Mai rằng ông Long chỉ yêu bà vì cơ ngơi nhà bà. Nhưng khi con gái đã yêu, mấy lời sáo rỗng đó không có căn cứ, bà sẽ không tin. Bà còn chắc chắn như đinh đóng cột, nếu không phải ông Long, bà sẽ không lấy ai làm chồng. Ông Sang đổi chiến thuật, thử xem gạo đã nấu thành cơm, thử xem ông cướp đi đời con gái của bà có phải ngoan ngoãn cầu xin ông hay không? Trước ngày hôn lễ diễn ra, ông Sang hẹn gặp bà Mai, cố tình chuốc thuốc mê rồi giở trò đồi bại với bà. Nhưng bà Lý Mai vốn là tiểu thư gia đình quyền quý. Khi bố bà Mai thấy con gái có tâm sự, chính ông đã đưa ra tối hậu thư. Đây là bí mật ông Sang sống để bụng chết mang theo. Còn bà Mai cũng vừa như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôn lễ của bà Mai và ông Long vẫn diễn ra bình thường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhìn hai người hạnh phúc, ông Sang cay cú, bụng bảo dạ. Thứ gì mà thằng Sang này không có được thì người khác cũng đừng hòng có được.
Ông dùng khổ nhục kế chấp nhận số phận dưới trướng của ông Long, nhưng thực chất đang chờ cơ hội để báo thù. Sau khi cưới ít lâu, bà Mai phát hiện mình có thai. Ông Sang tìm tới cho rằng đó là đứa con của mình, là kết quả của cái đêm ông giở trò bẩn thỉu ấy. Nhưng bà Mai khăng khăng rằng đó là con của ông Long, bảo sao ông Sang luôn dành tình cảm đặc biệt cho Duy. Ông luôn xem anh như con trai của mình. Chính ông Sang tìm mọi cách chia rẽ bố con ông Long, khiến mối quan hệ của họ vốn không có gì tốt đẹp lại càng trở nên căng thẳng. Nhìn con trai mình gọi kẻ thù là bố, ông không nuốt trôi nổi cục hận này. Ông quyết sẽ khiến ông Long thân bại danh liệt. Vì thế, nhân lúc Hoàng Kim có biến, ông cấu kết với Nhật Mai, hứa hẹn sẽ giúp mẹ con cô giành lấy Hoàng Kim, hứa hẹn sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của cô. Nhưng trong mắt ông Sang chẳng qua chỉ xem cô là con tốt thí. Nếu soi kỹ thái độ của ông Sang dành cho Duy thì giả thuyết Duy là con của ông có vẻ hợp lý, nhưng cũng có nhiều phản biện, chứng tỏ Hoàng Duy thực sự là thái tử Hoàng Kim. Bởi ông Long là kẻ trọng huyết thống, là người đa nghi, nếu Duy không phải là máu mủ của ông, làm gì ông chịu chấp nhận nuôi con tu hú hơn 30 năm qua? Làm gì có chuyện hai bố con cơm không lành, canh không ngọt, thậm chí còn từ mặt nhau, nhưng ông vẫn nhất quyết giao tâm huyết cả đời mình cho Hoàng Duy. Hơn nữa là tình thân với nhau. Giữa họ luôn tồn tại sợi dây vô hình gắn kết. Khi ông Long đột quỵ, chính Duy là người quyết đi tìm chân tướng sự việc, là người túc trực ở bên giường bệnh của ông, nói chuyện với ông mỗi ngày để ông có thể bình an quay trở về. Anh cũng gạt đi cái tôi, quay về Hoàng Kim, giúp bố càng đáng công việc. Hơn nữa, một người mẹ sẽ biết rõ hơn ai hết bố của con mình là ai. Đúng là sau cái đêm ông Sang giở trò, bà Mai đã tìm gặp bác sĩ riêng, bà đã có biện pháp tránh thai kịp thời. Chẳng qua ông Sang chỉ tự biên tự diễn mà thôi. Chỉ mong rằng ông Long sớm tỉnh dậy để đưa mọi việc trở về với trật tự vốn có của nó. Một khi ông Long điều tra ra dạ tâm của ông Sang, chắc chắn ông sẽ không nương tay. Cả đời ông Sang luôn là những ghen ghét đấu đá với ông Long, nhưng trận chiến nào ông cũng nhận cái kết buồn. Không biết trong trận cuối cùng này, ông Sang sẽ tung tuyệt chiêu gì để hạ gục ông Long, hay rồi một lần nữa ông lại thất bại ê chề. Nếu biết Hoàng Duy không phải con trai của mình, ông Sang có làm gì tổn hại đến anh hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video.